Lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc ăn tiền nằm sâu trong chợ mua bán khô thuộc trung tâm thương mại thành phố Rạch Giá. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 12 con bạc, trong đó có 10 phụ nữ, đa số là tiểu thương mua bán tại chợ khô, 3 bộ bài tây và số tiền trên 242 triệu đồng. Bước đầu, những người này khai nhận do vào mùa dịch bệnh, mua bán ế ẩm nên rủ nhau chơi bài cào ba lá ăn tiền cho đỡ buồn, mỗi lần ăn thua từ 1 triệu cho đến vài triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng này đã chọn lối đi nằm sâu trong chợ bán khô để lập chiếu bạc và thuê người cảnh giới từ xa.